thực sự là em ấn tượng nhất ở con xe này khi mà bước vào, đó là cái điều hòa nó rét, nó lạnh thật sự luôn, nó cực kỳ là lạnh. Đó, và thứ hai nhá, thứ hai là lỉ nhung nguyên xe. Chắc là xe này em đoán 100% là ngày xưa là cơ quan thanh lý ra nên mới giữ được chiếc xe Nissan Sifido nó còn mượt mà đến như này. Gương chỉnh điện này, đó, đầy đủ hết, bốn kính chỉnh điện nhá, lỉ nhung này, bốn táp ly luôn. Con này đẹp lắm, âm thanh ok, đầy đủ hết. Đó, coi nhìn này, khỏe lắm. Vừa mới về được một chiếc Nissan Sifido sản xuất năm 1992. Tên tư nhân biển 12. Đó. Xe thì nó chỉ là cái dòng xe cũ xe cổ thôi, để về cho anh chị đi chạy lại. Máy dọc dẫn động cầu sau. Không hề đơn giản chút nào. Đó, không hề đơn giản chút nào anh chị ạ. 6 máy chị nhá. Con này nó là động cơ bao nhiêu nhỉ? Động cơ xem là nó là động cơ 2.4 Nissan Sifido, máy cực chất luôn, máy dọc dẫn động cầu sau. Máy của nó là sạch ấy nhá, không phải là dầu mỡ đâu chị nhá. Cái này nó chỉ là bụi bẩn thôi. 200.000 tiền rửa khoang máy thì nó lại nét nẹt luôn, nhưng mà xe cỏ mấy chục triệu thì bên em không rửa máy làm cái gì. Đấy, đèn pha nhá, là đèn bi xe lông là nguyên bản từ ngày sản xuất, đèn là đèn thủy tinh nhá. Đấy, ui giời đau quá. Không phải là đèn nhựa. Đèn bi xe lông. Đấy, đăng kiểm của nó đây. Đến tháng 11 năm 2021. Đấy, tay khóa là tay khóa bằng kim loại nhá, nguyên bản này. Đấy. Nguyên bản này. Nẹp mạ chrome nguyên bản theo xe này. Con này nếu mà anh chị nào mà kết thì về thêm khoảng 3-4 triệu nữa để sơn tỉa và sơn quay cả xe đi. Sơn quay cả xe thì nó sẽ đẹp hơn. Và thay cái ốp na răng này. Đấy, dàn nốt của em nó đây. Con này đang được bên em chào bán với mức giá là 60 triệu. Thì 4 quả lốp mới tinh này thì nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu rồi. 4 quả lốp mới tinh anh chị nhá. Đây này. Đó. Mới tinh luôn. Tăm bông nguyên này. Nguyên tăm bông luôn. Máy lủ còi kêu 4 bánh quay đều, phanh đâu ăn đấy. Đấy. Rất là chất luôn. Nissan Sifido. Sifido sản xuất năm 1992. Nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, một con xe rất là bền. Động cơ 2.4 sử dụng dẫn động cầu sau. Có đúng nhỉ? Máy dọc thì phải dẫn động cầu sau rồi. Đấy. Dẫn động cầu sau chị nhá. Đấy, cầu nó khô răng luôn. Nissan Sifido sản xuất nội thất em sẽ giới thiệu nội thất anh chị cho anh chị xem nhé. Chốt cửa đâu. Nội thất của em nó thì đây, các bạn nhìn này, lỉ nhung nguyên bản theo xe nhé. Wow, ngồi cực kỳ là mềm mại luôn, rất là mềm mại. Đây này, nội thất lỉ nguyên bản theo xe. Khó kiếm được một chiếc xe nào là sản xuất năm 1992 mà còn được cái bộ lỉ nó đẹp như thế này. Coi nhìn này. Đấy, sàn là sàn lỉ luôn nhá. Sàn lỉ luôn anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Âm thanh. Đây, âm thanh à. Đấy, âm thanh nghe hay. Đầu này, đầu thu sóng FM nguyên bản theo xe. Đấy. Dòng này thì nó chả có gì cả. Không có điện đóm nhiều, chỉ có điện lên xuống kính. Đấy, và nói chung là mấy cái điện đóm cơ bản của xe thôi. Xe không có túi khí an toàn. Nó là một chiếc xe cực kỳ dễ nuôi, đơn giản. Động cơ 2.4 sử dụng dẫn động cầu sau thì nó lại đẳng cấp hơn một cái hơn là những cái chiếc xe khác rồi. Nó cùng phân khúc với Cresta, Toyota Crown cùng thời. Đấy, đều là sử dụng dẫn động cầu sau. Đấy, cái thằng Nhật Bản nó là thế. Đấy, Nhật Bản ấy, xe của Nhật Bản thì nó bền bỉ cực kỳ rồi. Đấy, hộp số sàn 5 cấp. Xe này thì về thì anh chị chỉ có việc là sẵn đi lại thôi, sẵn sử dụng thôi. Chìa khóa nó vẫn còn. Đấy, đủ đầy đủ chìa khóa nhá. Đây chị nhá. Đó. Em sẽ làm một vòng cho anh chị xem nào. Làm một vòng. Test thử cái em
Đấy, khỏe lắm đấy chị ạ. Chạy hết công suất luôn, nhưng ở đây không thể hết công suất được. Ui dồi ôi, phanh cháy đường luôn. Máy lủ còi kêu, bốn bánh quay đầu, phanh đâu ăn đấy. Thước lái cực kỳ nhẹ luôn, chóng mặt luôn anh chị ạ. Vừa phanh nó kít vất. 60 triệu đồng thôi. Anh chị nào mà quan tâm đến chiếc Nissan Sibido này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Đúng là bọn em lâu lắm mới mua cái dòng xe này, bởi vì hôm nay thấy con xe này nó chất quá, nó máy nó khỏe quá. Máy chất này, nội thất đẹp này, gầm bệ chắc chắn này, sử dụng dẫn động cầu sâu này, điều hòa được đặc biệt tới cái trời nắng này, trời nắng nóng mùa hè này thì điều hòa nó lại rét run với đảo ý đấy. Rét chính xác là với con xe mới thì chắc là nó phải ăn đứt, ăn ngang với mấy con xe mới, ăn đứt thì em không thể cho là ăn đứt được, bởi vì con này nó không có điều hòa auto, cái đời này không có điều hòa auto. Nhưng mà ấy, chính xác là điều hòa con này nó đẳng cấp, nó đẳng cấp thật sự luôn. Rét run à. Ui giời, gió này, các bạn nghe tiếng gió, nhiệt độ nhá, ổn, quá ổn áp luôn, vòng tua cực kỳ ổn áp đi ra luôn, đó, rất là chất luôn, lấy, đấy, điều khiển hướng gió này, đó, đúng hoài cổ luôn, bác nào mà không quan trọng hình thức, không quan trọng vẻ bề ngoài, quan trọng đến thế sao ấy, thì chơi con này nó là hết ý rồi, cà phê cà pháo xe bằng con xe máy chở 5 người đưa đón con, đón cháu đi học. Cà phê, cà pháo, đi chơi đánh cờ. Đấy mà đặc biệt cái dòng này đi xa thì không để ý. Nó là dòng của Nhật Bản. Sử dụng các bác là sử dụng con này nó hơn em 1 tuổi. Sử dụng con này sản xuất năm 1992. Nó hơn em 1 tuổi mà bây giờ nó trông nó còn luột là như này, nó gọi là khá là đẳng cấp rồi. Đấy. Bốn kính chỉnh điện này, lốc cửa đầy đủ này. Đấy, gương chỉnh điện này, đèn gầm đầy đủ này, đèn bi xê lông 4 quả nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất của nó thì nó là hàng thuốc chuột rồi. Đấy, tôn vỏ của nó này, rời quịch luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp anh chị nhá. Dàn lốp mới doang luôn. Đấy, 60 triệu là đặc biệt là anh chị có đăng kiểm mới này, 4 quả lốp mới này. Và chỉ việc sẵn đi thôi, không phải làm thêm một cái bất kỳ một hạng mục gì cả anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm đến chiếc Nissan Sibido này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Di Quang ô tô chất nhá. Đó, ghế sau của nó này, ghế lỉ nhá, lỉ nhung này. Đấy, và thứ hai này, sàn nỉ nguyên bản theo xe, sàn nỉ của nó là mới róc rạc luôn. Gương kính chỉnh điện đầy đủ anh chị nhá. Đấy, bốn kính chỉnh điện, gương chỉnh điện. Đấy, còn có bệ tì tay đây, VIP 1 luôn. Lỉ rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Trong này không biết có hộp lạnh không, mở thử xem nào. À, đây là cái mở ra cốp đằng sau. Đấy, đầy đủ nhá, rất, còn rất là mượt luôn. Âm thanh chất, xe đẹp, nhập khẩu, giá 60 triệu. Rồi, anh chị quan tâm đến chiếc này thì alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358 286 286.